Philippines tìm được nguồn tài trợ cho dự án lớn nhất trong loạt dự án nâng cấp cấu trúc hạ tầng trên những đảo nhỏ hoặc bãi cạn mà nước này kiểm soát ở Biển Đông đầy tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tháng này loan báo, năm tới, chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines sẽ tài trợ kinh phí lát gạch một đường băng dài 1.300 mét trên đảo Thị Tứ, một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Manila kiểm soát, nhưng chủ quyền đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Dự án tân trang đường băng theo dự kiến sẽ dẫn tới việc sửa chữa các doanh trại, hệ thống nước và cấu trúc hạ tầng khác trên 9 đảo nhỏ ở Trường Sa, hiện do Philippines kiểm soát, điều mà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cam kết hồi tháng 4. Chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang kéo dài 15 năm được đề xuất vào năm 2012 và năm nay có ngân sách lên tới 2,56 triệu đô la. Khoảng 100 dân sinh sống trên đảo Thị Tứ, đảo lớn thứ nhì tại quần đảo Trường Sa, với diện tích 37 hectare.